bé mình nhập viện do bé bị sốt rất là cao 40 độ. Ở nhà có dùng thuốc hạ sốt nhưng mà không có hạ được. Thì có khi vô đây thì nói chung là gia đình cũng rất là lo lắng, nhưng mà nhờ các bác sĩ với y tá khi mà tiếp nhận bé đã xử lý rất là nhanh để hạ sốt cấp cứu liền cho bé. Thì hôm bé nằm viện hôm nay cũng là được 4 ngày, thì trong 4 ngày qua thì bác Huệ là người trực tiếp điều trị cho bé đã rất là tận tình. Nói chung là mẹ và bà rất là lo, bởi vì cái thời gian đầu thì bé rất là lừ đừ, nhưng mà khi vô đây á, thì khi mà bác Huệ đã chia sẻ về cái khác, có nghĩa là bác cũng tư vấn rất là tận tình về những cái chỉ số điều trị, những cái chỉ số xét nghiệm của bé, mẹ thắc mắc gì bác cũng rất là tận tình kỹ và chia sẻ rất là rõ ràng về cái liệu trình điều trị cho bé, khiến cho mẹ cũng rất là an tâm, nói chung là đỡ hoang mang rất là nhiều. Thì 4 ngày điều trị vừa qua thì bệnh tình của bé thì bé cũng thuyên giảm nhiều, giờ có thể tươi hẳn. Còn về mà dịch vụ ở bệnh viện thì rất là chuyên nghiệp, nói chung là tất cả các đội ngũ y tá, điều dưỡng, bác sĩ rất là sạch sẽ, đồ ăn ở bệnh viện cũng rất là ngon, nên là tạo cái cảm giác là rất là an tâm cho gia đình. Thì cái người chăm sóc là mình với lại bà ngoại chăm sóc cho bé cũng rất là thoải mái, nói chung là giữ được sức khỏe để có thể chăm sóc được cho bé. Và mình cũng đặc biệt là mình thích ở dịch vụ ở đây là mọi thứ đều rất là tiện nghi, hầu như mọi thứ là đều có, mình không khi mà nhập viện cho bé cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều. Và mình ở đây mình cũng có thể sắp xếp được để vừa chăm sóc cho bé mà mình muốn vừa làm việc được ở công ty. Cảm ơn bệnh viện và các y tá bác sĩ ở đây.